Bây giờ cái đây là mấy anh em đồng đạo chúng tôi tính đến tại nhà của ông Ba, ở đó có đặt một cái bàn Phật để mà ở đó cầu nguyện, đúng không? Cầu nguyện rồi cho quốc thế dân an trong ngày lễ. Báo anh vậy nè, thôi là hiện tại bây giờ những cơ sở đó là chưa được cấp phép hay như thế nào đó không biết, nhưng mà ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo của công an huyện, công an tỉnh là đề nghị anh có đi cúng kiến gì đó thì anh quay về với ban trị sự với cúng kiến, không có cho anh đi nữa. Rồi cái đó là nói thẳng luôn vậy đó, bật bài ngửa luôn chứ không có gì giấu giếm nữa trơn á. Rồi thôi chào anh ha. Rồi. Giấy tờ như thế nào anh nói đi. Căn cước công dân với xe, với căn cước công dân đây. Đó. Ê, đó không sao. Đừng có làm thái độ đó. Ở đây nãy giờ có quyền kiểm soát công việc. Không, bây giờ tắt máy. Bây giờ tắt thì chưa tắt. Bây giờ có nghĩa là anh không cho quay về. Có luật có cho rồi, anh rồi, rồi chúng ta đi các điện thoại không có cho lực lượng tôi đang làm nhiệm vụ mà anh quay vậy. Đây là tài sản cá nhân của em, anh làm tài sản cá nhân người ta, nhưng mà làm nữa cho quay, anh làm gì không cho quay, điện thoại của tôi không biết anh làm gì mà không cho quay. Ôi anh làm gì anh vậy, anh làm gì nói tôi đâu có lấy của anh, tôi chỉ không cho anh quay thôi.